Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chu kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc trước và sau thời điểm sát Tết Nguyên đán hàng năm thường rất sôi động, trong đó có các mặt hàng nông sản, thực phẩm và trái cây. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Bộ Công Thương đã theo dõi sát sao và sẽ phối hợp xử lý kịp thời ngay khi có dấu hiệu bất thường, tránh để tình trạng ùn ứ nông sản tại khu vực này. Năm 2019, thông qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 2 triệu tấn nông sản, chủ yếu là trái cây các loại như thanh long, dưa hấu, xoài, mít, nhãn, vải, vân vân. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian qua diễn ra bình thường. Số lượng phương tiện chở hàng thông quan trung bình khoảng 200 xe một ngày. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, giải quyết ách tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên. Ưu tiên đối với các mặt hàng dưa hấu, thanh long, xoài. Các đơn vị đã linh động cho phép đỗ xe chờ xuất khẩu vào khu phi thuế quan để giảm ùn tắc giao thông ngoài đường quốc lộ. Mặt hàng nông sản xuất khẩu qua chi cục hải quan Tân Thanh những ngày gần đây thì tăng so với lại thời gian trước đây. Trung bình một ngày thì có khoảng trên 200 xe đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất khẩu. Thì tại cái thời điểm hiện nay thì chi cục hải quan Tân Thanh đã phối hợp rất tốt với lại lực lượng biên phòng, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, tổ chức phân luồng, sắp xếp phương tiện điều tiết giao thông để đảm bảo được cái hàng hóa đối với những cái mặt hàng mà dễ hư hỏng thì được đảm bảo là xuất khẩu trong ngày. Thế thì mặt khác thì chi cục và hải quan Tân Thanh đã phân công cán bộ công chức là chia ca trực trưa với tinh thần là làm hết việc chứ không làm hết giờ, và đến khi nào phía bạn Trung Quốc đóng cửa khẩu thì chi cục mới rời, anh em mới rời khỏi vị trí làm việc. Thế chính vì vậy thì đến cái thời điểm hiện nay thì cái việc xuất khẩu cũng chưa có khó khăn vướng mắc gì và hàng hóa được thông quan nhanh chóng. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu năm 2020 chạm mốc 300 tỷ đô la Mỹ mà Thủ tướng giao Bộ Công Thương. Ngay từ đầu năm, Bộ đã thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn và một số cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để tìm giải pháp tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản ổn định, bền vững sang thị trường Trung Quốc vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đặc biệt là đối với các loại trái cây có đặc tính mùa vụ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, tránh ảnh hưởng đến tốc độ thông quan và gây ùn ứ tại khu vực cửa khẩu, phát huy tối đa cơ hội thị trường. Tại chuyến khảo sát thực tế tình hình xuất khẩu nông sản, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn phát huy hiệu quả của tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, tích cực trao đổi với phía Trung Quốc để tăng thêm giờ làm. Khi nhận biết nông sản có dấu hiệu gia tăng về sản lượng thì chủ động trao đổi giữa hai bên để phối hợp hiệu quả, thúc đẩy thông quan nhanh chóng. Bên cạnh việc tăng cường nắm bắt thông tin của thị trường nước ngoài để chia sẻ với các bộ ngành và kịp thời khuyến cáo các doanh nghiệp địa phương có vùng trồng, Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt các thương nhân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu dần chuyển hoàn toàn hoạt động xuất khẩu sang kênh chính ngạch để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu cũng như đánh giá đúng kim ngạch xuất khẩu thực tế của nước ta. Để mà xuất khẩu nông sản nói chung thì theo chúng tôi thì đối với cái sản phẩm nông sản xuất khẩu thì chúng ta phải đảm bảo thứ nhất là được về cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của cái nước nhập khẩu. Cái thứ hai là phải đáp ứng về các cái tiêu chuẩn về gắn nhãn mác truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Và để làm được việc đó thì bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta phải có định hướng về sản xuất. Chúng ta phải có những vùng sản xuất tập trung chuyên canh để đáp ứng đủ cái sản lượng và có đủ chất lượng để đáp ứng các đơn hàng nhập khẩu của các nước nhập khẩu lớn. Và như thế thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải tập trung đầu tư một cách bài bản và có một cái kết nối với nhau từ sản xuất cho đến xuất khẩu. Đấy, và các địa phương mà có vùng sản xuất thì chúng ta cũng phải tập trung để có hỗ trợ thông tin thị trường cũng như thể là có cái định hướng cái quy hoạch cái vùng trồng của mình và hỗ trợ các bà con trong cái việc mà sản xuất đáp ứng theo các tiêu chuẩn quy chuẩn của khoa học kỹ thuật để chúng ta khi mà sản phẩm xuất khẩu đi thì đáp ứng được tất cả các yêu cầu của nước nhập khẩu.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, theo dõi sát sao diễn biến xuất nhập khẩu nông sản tại các cửa khẩu để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu ùn ứ hàng hóa. Bộ cũng sẽ tích cực rà soát, đàm phán mở cửa thị trường cho nhiều loại nông sản, trái cây, thế mạnh khác của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường chính ngạch, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Thank you.